Cảm ơn các bạn. Và hiện tại thì máy ứng cứu Hà Nội chỉ có một cơ sở duy nhất ở địa chỉ 53 ngõ 12 Phan Đình Giót Thanh Xuân. Nhớ nhá, địa chỉ web máy ứng cứu Hà Nội.com, Facebook fanpage thì cũng chính là máy ảnh cũ Hà Nội nha anh em nhá. Và kênh YouTube thì bọn mình có một kênh YouTube chính, đó chính là kênh Kiên Nguyễn này, là nơi để chúng ta có thể chia sẻ kiến thức và là nơi để chúng anh em chúng ta có thể giao lưu cùng với nhau. Nhớ nhá, logo hồng tím, địa chỉ 53 ngõ 12 Phan Đình Giót Thanh Xuân. Ok, như vậy là bạn đã vừa xem xong video của bọn mình. Mình là Kiên đến từ máy ảnh cũ Hà Nội. Hy vọng rằng những cái clip của bọn mình sẽ mang lại rất là nhiều ý nghĩa, cũng như là sẽ giúp các bạn chơi chụp ảnh một cách nó dễ dàng hơn, cũng như là với những cái clip review thực tế thì sẽ giúp cho các bạn xem cái máy ảnh đấy thì có phải là một chiếc máy ảnh phù hợp với mình hay không, và chiếc máy ảnh đấy thì có đáp ứng được hết những cái nhu cầu sử dụng của mình hay không. Và nếu mà các bạn thực sự thấy những cái clip này hay thì các bạn có thể chia sẻ ra giúp mình nhá. Bởi vì hãy chia sẻ đi để nhận lại. Còn lại nếu mà các bạn muốn nhận đón xem những cái clip của bên mình một cách sớm nhất thì các bạn có thể ấn sub kênh và ấn cái chuông bên cạnh nhé. Hãy sub kênh, hãy like clip để được xinh trai và đẹp gái hơn. Ok, và mình là Kiên đến từ máy ảnh cũ Hà Nội. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ like, chia sẻ, sub kênh để đẹp trai và xinh gái nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.